Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chỉ biết đến phần 84, đây mới chính là vị vua thật sự trong Liên Quân, từng khiến mọi thế lực lớn tại thế giới Athenor đều kinh sợ, và thậm chí đến cả chúa tể Hắc Ám Volcat cũng phải kiêng nể tới 3 phần. Trải qua hàng vạn năm tại Athenor xảy ra vô số những cuộc chiến lớn, bất kể hành vi dù mạnh được yếu thua hay ỷ mạnh hiếp yếu, thì kẻ này vẫn điềm nhiên mà quan sát không hề để ý đến, bởi vì trong mắt hắn những thứ ấy chẳng khác nào cuộc chiến của những loài sinh vật bé nhỏ thấp kém. Và hắn chính là gã khổng lồ lục địa Lumber. Từ lúc được sinh ra, Lumber đã được thừa kế toàn bộ ý thức từ đất mẹ. Có thể nói nơi nào là đất liền thì nơi đấy đều là nơi hắn thống trị. Quyền năng và sức mạnh trong tay Lumber còn lớn hơn tất cả các vị tướng khác cộng lại, và thậm chí có thể đối đầu trực tiếp với sức mạnh hỗn độn của vị tướng Châu Na. Điều này đã được chứng minh trong lần xâm lược lần thứ nhất của chúa thể Hắc Ám Volcat, khi gã này ngang nhiên mang quân đoàn ác quỷ của mình xâm lược thế giới. Vì chứng kiến quá nhiều việc làm tàn ác do Volcat gây ra, Lumber không thể đứng im mà quan sát được nữa. Hắn trực tiếp đứng trước bầy ác quỷ hàng vạn tên, chỉ với một cái phẩy tay nhẹ, binh đoàn ác quỷ đã chết không còn một móng. Và đây cũng chính là một nguyên nhân lớn góp phần dẫn đến sự thất bại của Volcat trong lần xâm lược thế giới Athenor lần thứ nhất của mình.